Kênh YouTube Bonsai Lê Nguyên thân ái mến chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn gần xa. Đến với clip hôm nay, anh Lợi giao lưu đa dạng mặt hàng phong phú với bà con của mình nha. Shop chúng em chuyên giao lưu đồ gỗ, đồ gốm, đồ xưa cũ, đồ đồng sưu tầm với bà con của mình nha. Đa dạng mặt hàng và phong phú, chuyên cung cấp sỉ và lẻ toàn quốc nha bà con. Các bà con yêu thích hãy bấm like, đăng ký và ủng hộ tụi em để có thêm động lực làm những clip tiếp theo nha. Xin chào anh Lợi. Xin mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lê Nguyên. Hôm nay em xin giới thiệu bà con mình một số tác phẩm nha, hàng xưa cũ và hàng chân mà đầy phong thủy nha bà con. Bên em thì chuyên giao lưu bà con của mình đồ xưa đồ cũ, giá sỉ có luôn nha, để cho giao lưu cho bà con của mình. Qua số điện thoại em 0772877278, em ở tại khu vực Thái Hòa, phường Thái An, quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ. Cũng rất mong bà con của mình ủng hộ nha. Đầu tiên do em xin giới thiệu cho bà con của mình, đây là mã số 1Y nha, một cái cây tổ bầu trưng bày nha bà con. Cây tủ này chất liệu là gỗ gõ nha, cây này thì nói chung là cũng qua thời gian 5 tháng rồi, nó cũng tầm từ 2-30 năm, nhưng mà hàng thì làm tích thì liền lạc nha. Mấy con ốc thì theo thời gian cho nên nó theo màu á, mình xem ngã theo màu vòng chanh đó nha. Cây này mình trưng được rất là nhiều đồ nha bà con, thì nó cũng rất là lớn. Chiều cao này em đo tới đỉnh mỏ luôn nha, là 2m25 nha, là tổng cái chiều cao nha bà con. Còn cái chiều rộng ra, cái chiều rộng ra của cái tủ chiều dài á, đây chiều dài nhất đó là 178 nha, khoảng 177 củ bì luôn đó nha bà con. Còn cái chiều rộng ra là khoảng 45 củ bì. Bà con của mình xem đó, rất là rộng rãi, trưng rất là nhiều đồ cho bà con của mình. Cái này thì em chưa có lau chùi vệ sinh lại nha, vẫn còn bụi bặm. Bà con mình xem cái này nói chung cũng rất là lớn nha. Tủ thì mở được rất là nhiều cánh luôn, mình xem nó cũng kính rồi nha, tủ bầu. Ốc thì bà con của mình xem rất là đẹp nha, ốc theo thời gian 5 tháng nha bà con. Đây, cái này bà con của mình nếu mà không rõ thì bà con mình kết bạn Zalo thêm nha, hoặc để em có thể tư vấn đầy đủ chi tiết thêm cho bà con của mình xem thêm đầy đủ hơn nữa nha. Ốc thì bao bà con của mình luôn nha. Bên dưới là người ta khảm tích chim hoa. Những cái hộp tủ đây mình có thể đựng đồ đạc đồ vô trong đây cũng rất là nhiều nữa nha. Đây, phong cách của lối của người xưa đó nha bà con, người xưa người ta thường hay xài đó nha. Cái chân này là cũng khá là dễ thương nha bà con, hoa văn được chạm chỗ bà con mình xem nha. Những tích chim hoa nha, tùng trúc cúc mai, đây bốn mùa. Cây này thì nó có hai khớp nha bà con, khớp dưới khớp trên nha, có sao thì em báo bà con mình chị con mình xem nha, rất là đẹp. Cây này tụi em cũng có thể bao ship toàn quốc được cho bà con mình nha, tụi em sẽ đóng rất là cẩn thận nha. Cái này thì mình làm thủ công bà con xem. Cây này thì em giao lưu bà con mình giá 43 triệu nha, bao ship 500 km, 43 triệu bao ship 500 km. Còn bà con mình ở xa thì hỗ trợ cái ship tiếp bên em vẫn ship toàn quốc cho bà con của mình đi luôn nha. Bà con xem, gì hàng đi xa thì phí ship rất là cao nên bà con mình cũng am hiểu nha. Đó. Còn bà con mình không rõ phong thủy thì kết bạn Zalo bên em để em tư vấn đầy đủ cho bà con của mình xem thêm. Rồi đến với mã tiếp theo số 2Y. 2Y này thì em có hai tác phẩm tranh nha. Một bên là tranh tứ quý. Tranh là bà con mình xem sơn mài và khảm ốc. Khảm này khảm chai nha, hàng này hàng xưa. Còn một tấm là tranh rạo. Cái này em giới thiệu bà con mình trước 4 tấm này. Đây tùng trúc cúc mai nha bà con. Đó. Ở này là mai lan cúc trúc chứ. Đây, cái này là một cái đống hoa lan nha, mai lan cúc trúc. Rất là đẹp nha, hàng tuy theo thời gian nhưng mà hàng này còn người ta bảo quản rất là kỹ. Đó, cùng xem không hề bị lỗi nha bà con. Chiều cao một tấm em đo là khoảng 49 nha. Và chiều ngang của nó là khoảng chừng 20. Đó, bà con mình xem rất là đẹp. Đó. Khảm ốc rồi nha. Sơn mài khảm ốc, bốn ốc treo tường luôn, về bà con mình treo khích lại giùm em. Bộ này thì em giao lưu bà con mình giá là 800.000 nha. 900.000. 900.000 đồng em bao ship toàn quốc nha bà con, 900.000 đồng. Và bên ra mẫu bên đây là một cái bức tranh đó, nghệ thuật rất là đẹp cho bà con của mình xem. Đặc biệt bức tranh này là của một người nghệ nhân người ta làm ra. Nói về là một cái bản đồ của Việt Nam và một cái địa danh của Cần Thơ, bà con mình xem nha. Đó, đặc biệt tranh này người ta là làm bằng những cái hạt gạo nha bà con, hạt gạo người ta kết lại thành rất là tinh vi đó, người ta lựa từng những cái hạt gạo ra lần tích và hàng đẹp cho bà con mình, người ta mới khảm nha, người ta mới làm nha đó, khảm toàn bộ được những chi tiết từng hạt gạo hết
Ở đây một người cô gái Việt Nam nha. Hoặc đây tấm bản đồ và không xem. Đó. Chiều cao này em đo là khoảng 43. Đó, và chiều ngang như thế này là nó khoảng 33 nha. Khung gỗ nha. Đây khảm thì khảm hạt gạo và không xem. Rất là nghệ thuật, rất là đẹp. Đó. Bức này em giao lưu cho bà con của mình. Đây với giá là 900 ngàn em bao ship luôn nha. Hàng này nói chung người ta làm rất là kỳ công và công phu. Đó. Rất là đẹp nha bà con, rất đáng sưu tầm. Đó, từng những cái hạt gạo nhỏ người ta kết nối ra thầu nha. Nhưng mà những hạt gạo không hề bị gãy, hạt gạo toàn là làm tích liền lạc hết. Mã số 3 ơi. Đây em có là đây là một cái đồ mà ủ trà. Nó ủ trà nha. Đặc biệt cái hũ trà này á, là người ta làm bằng một nguyên một cái cây dừa, mà đặc biệt những cây dừa già người ta mới có thể làm ra được. Nguyên một cây, nguyên một khối nha bà con. Ở trên này người ta đã người ta tạc ra là giống như là một cái trái măng cụt vậy, không mình xem nha. Rất là đẹp, nhìn rất là bắt mắt nha. Đó, cây dừa văn gỗ nó tự nhiên luôn đó nha bà con. Còn đế này liền hay rồi anh lại? Cái đế này là nó liền nha bà con, liền luôn nha. Đó, này là văn gỗ và văn tự nhiên của cây dừa. Chiều cao là 32, vành bụng này là 78 nha. Đó. À, bà con xem người ta đã làm hoàn thành tất bọt toàn bộ hết rồi. Cái ấm trà thì ấm trà cũng gần đây thôi, nó không phải ấm trà xưa nha. Có sao thông báo bà con mình vậy. Ấm trà là em tặng kèm theo cho bà con mình thôi nha, giao lưu kèm cho bà con của mình luôn. Bà con xem nha, ấm trà ấm thọ rất là đẹp, giữ cho cái nhiệt độ trà nó lâu, nó không nguội nha. Thì cái này bà con mình về có cái ấm trà xưa cổ bà con mình kết hợp để thành rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Đó, nguyên một cái này là nguyên một cái cây dừa luôn nha. Cái này giá 1.600.000 nha bà con, 1.600.000 em bao ship toàn quốc nha. Đến với mã tiếp theo số 4 đi. Em có đây là một cái này, một cái quả nha. Quả người ta chạm ở trên đây đây. Đó là phúc lộc thọ, những con cá chép á, cùng xem. Đó, cái này là lục giác nha bà con. Đường kính là 27 nha. Hoành bụng này là tổng là 93. Cái này mình siêu tầm về để mình phục vụ vào những ngày Tết đó bà con. Cái này là hàng cũng gần đây thôi, nhưng mà hàng này là hàng gỗ hương nha. Bà con mình xem văn gỗ chùm em nha. Làm tích liền lạc hết nha bà con, hàng gần đây nha. Rất là dày và cứng nha bà con. Đó, bà con mình về cứ kiểm tra hàng em bao bà con của mình. Về bà con của mình đựng trưng bày bánh kẹo á, không xem giùm em nha. Chất liệu là gỗ rất là bền. Giá là 900 ngàn thôi nha bà con, 900 ngàn đồng bên em bao ship nha. Ở trên có ba chữ người ta chạm vô hết đó nha bà con. Phúc lộc thọ. Mã số 5. Đây là một cái bức tranh cá chép nha, gỗ là gỗ liền khối. Đó, bà con mình xem rất là đẹp nha, Lý Ngư Vọng Nguyệt. Đó, gỗ liền khối người ta chạm ra thành nha bà con, hai con cá đó nha. Gỗ hương đá nha bà con. Đó, hương đá, bà con mình xem giùm em. Đường kính là 35, chiều cao đế luôn đó là khoảng 43. Đó, cái độ dày của cái miếng gỗ này nó khoảng là trên 3 phân. Trên 3 phân nha. Bà con mình xem. Đó, chạm cái độ sâu bà con mình xem nha. Gần một lóng tay của em á. Đây mặt sau lưng đây. Bức này thì em giao lưu bà con mình giá 1.800.000 nha. Lý Ngư Vọng Nguyệt, bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha. Mã tiếp theo số 6 y. Đây em có một cái ống, ống này là ống sơn mài. Đó, ống sơn mài nha bà con. Vẽ nó về người ta vẽ tích quê hương á. Đây bà con mình xem nha. Chất liệu là bằng gỗ nha bà con. Với chiều cao này em đo là 21 thôi. Đường kính miệng là khoảng 10, khoảng 8 phân, vành là 25. Cái này bà con của mình về có thể cầm bút mà mình có thể dắt viết dắt ngang vẫn được nha. Đó, tùy theo bà con của mình xài thôi đây. Rất là đẹp, mình cầm hoa cũng vẫn được luôn. Này bằng sơn mài á nha bà con. Giá thủ công không ấy nha. Giá là 400 ngàn nha bà con, 400 ngàn đồng. Cái này người ta kỳ công người ta làm nó cũng rất là thời gian nha. Mã số 7, em có một cái bức dĩa gỗ gõ nói về này là tích quê hương. À, bà con mình xem, công nông bốn mùa đó nha. Kiểu là đây, những cậu bé ngồi chân trâu, nó thả diều trên một gốc cây đa đó nha. Bà con xem rất là đẹp, gỗ là gỗ gõ em bao bà con của mình nha. Đó, ốc là ốc Singapore. Cái đường kính này em đo là khoảng 41, với chiều cao đế luôn là khoảng 48 nha. Đó, gỗ liền khối, cùng xem rất là đẹp. Ốc thì bà con mình em bao ốc đẹp nha, về bà con mình kiểm tra hàng nha. Nhiều loại ốc lắm nha bà con, nên giá cả nó cũng theo cái thị, theo cái sản phẩm, nó nhiều theo cái loại giá, bà con mình xem. Đó, cái này thì giá giao lưu bà con của mình là 4.500.000 nha, cho một cái bức dĩa chanh này, công nông 4 mùa nha bà con, 4.500.000 đồng. Và mã kế tiếp số 8, y. Đây em có một cái khay trà rất là đẹp cho bà con của mình. Cái khay trà này là khay trà xưa nha bà con. Cái nào thì xưa thì em báo cho bà con của mình luôn nha. Đó, cái này thì cũng tầm là từ 30 năm trở lên. Mặt là mặt đá, gỗ chất liệu là gỗ chắc nha. Đó bà con mình xem gỗ chắc toàn bộ hết. Đó. Chiều ngang này, chiều dài em đo là khoảng 39. Còn chiều rộng là khoảng 30 đi. Còn chiều cao của nó là khoảng là 13 thôi. Đây bà con mình xem, rất là dày dặn và cứng cáp nha. Đó, mặt phía bên trong đây. Cái này thì mình đã xử lý là cứng cáp hết cho bà con của mình rồi. Đó, em bao bà con của mình là gỗ chắc nha. Về bà con mình kiểm tra hàng không đúng gỗ chắc thì hoàn về cho em nha. Đây,
rất là đẹp, rất là dày nha bà con. Cái này giá là 2.800.000 thôi nha, 2.800.000 em bao ship bà con của mình luôn. Hàng bên em sưu tầm được giá mềm, em sẽ để bà con mình cái giá sưu tầm hữu nghị, bà con mình cứ yên tâm. Mã số 9, em có một cái bộ ấm trà. Ở ấm trà đặc biệt cái khay trà này là bằng gỗ gõ, khay trà là gỗ gõ nha, còn ấm là bằng đá serpentine liền thối. Đó, đây là những cái loại đá serpentine nha, người ta làm ở thành đá từ thiên nhiên đó nha bà con, chứ không phải đá bột nha. Đây, cái ly em đo đường kính là 5 phân thôi, còn cắm cái chiều dài gấp tổng thể là 20 nha. Đó, đây là một nguyên khối đá người ta tạo thành không hề ghép nha bà con. Về kiểm tra hàng nếu mà thấy dấu hiệu ghép thì bà con mình cũng có quyền không nhận nha. Nói trên clip có sao thì báo trước cho bà con mình như thế. Đó, chạm rồi, còn khay thì chạm đây, không xem được em. Khay là khay gỗ gõ nha. Đó, 5 cái ly, bà con của mình xem vẫn xài sử dụng được luôn nha. Đó, mình vệ sinh sạch sẽ là xài được thôi. Bộ này giá giao lưu bà con của mình là 2.400.000, 2.400.000 đồng bao ship bà con của mình nha. Và mã kế tiếp, đây số 10, em có là một cái cây gậy đầu gồng, chất liệu là bằng đồng nha. Đây, chiều dài em đo tổng thể là 90 đi nha, còn cái hoành này nó khoảng 6 phân thôi. Về bà con mình trà đánh bóng vệ sinh lên màu đồng thì rất là đẹp nha, mình có thể dùng làm quà cáp tặng cho những người cao tuổi, lớn tuổi, rất là ý nghĩa. Đó, giá là 700.000 em bao ship bà con của mình nha, 700.000 đồng thôi nha. Và mã kế tiếp này, em có một cái bộ điếu bát. Đó, cái ống điếu là bằng gốm sứ, còn cái bát này thì bằng gỗ gõ, gỗ gõ nguyên một khối người ta tạo thành. Đây bà con mình xem giùm em, cũng được khẩm rất là đẹp đây. Đó, khẩm xung quanh đây bà con xem nha, này là gỗ gõ nha bà con, cũng rất là dày dặn nha. Cái này đường kính em đo là 23, chiều cao của nó là khoảng 12 nha, còn chiều dày cái gỗ này là gần 2 phân, tầm gần 2 phân bà con xem đây, cũng rất là đẹp. Đây, gỗ gõ nha bà con, khẩm toàn bộ nha. Về bà con mình vệ sinh sạch sẽ là xài được thôi. Còn cái điếu đây, đó, điếu bát bà con mình xem nha, bọc đồng hết trơn toàn bộ luôn. Đó, hàng này là hàng tàu, không xem nha, điếu bát là tàu nha. Đó, tích từ chút Lâm Thất Thiền đây. Đó, rất là đẹp. Đây, nguyên bộ như thế này. Bộ như thế này em giao lưu bà con của mình giá 3.200.000 thôi nha, nguyên một bộ nha. Và bà con mình vệ sinh sạch sẽ là mình xài sử dụng được bình thường. Mã số 12. Đây một cặp bình hoa tàu nha. Đó, hàng vẽ tay. Đây, đôi này vẽ rồng sông Long rất là đẹp. Chiều cao em đo là khoảng 35 thôi. Đường kính miệng này là 14 nha. Hoành bụng bình này là khoảng 50. Hàng thì bao làm tích liền lạc, bao bà con mình là hàng vẽ tay nha. Đó, quẻ tích này sông Long trồng người rất là đẹp, không xem. Đó. Hàng này là tụi em sưu tầm được hàng tồn kho bà con. Thì đó nó còn nha, rất là mới nha. Nhưng mà cũng hàng này cũng chưa có qua sử dụng hết, về bà con mình cũng có thể cắm hoa cắm bông được luôn. Cặp này giá 1.500.000 nha bà con. 1.500.000 bao ship cho bà con của mình luôn. Hàng gần thì báo bà con của mình, gần cho bà con mình yên tâm, hàng sưu tầm nha. Đó, và đã số 13, một bộ ấm trà được làm bằng những cái thân cây dừa. Đó, thân cây dừa liền khối, cái này bà con mình vẫn xài được luôn nha. Đường kính này em đo nó khoảng cái khay là 29 thôi. Đó, nó cũng khoảng 29, 26 đó nha. Còn ly thì chiều cao nó 7 phân là ấm thì chiều cao là khoảng là 19. Rất là độc đáo của những người nghệ nhân, người ta làm thủ công, không xem nha. Đó, đây là nguyên một cái khối dừa liền luôn người ta làm đó. Mình xem giùm em. Đó, hàng này về bà con mình vệ sinh sạch sẽ là xài thôi nha. Đây, đó, vệ sinh sạch sẽ là vẫn xài được bình thường. Đó, hàng sưu tầm, bộ này em giao lưu bà con mình giá 800.000 nha, 800.000 đồng bao ship toàn quốc bà con của mình. Và mã tiếp theo số 14Y, em có một cái bình cặm hoa, cũng là chất liệu của nó là bằng gỗ nha bà con, gỗ này nhưng mà gỗ sơn mài. Hàng này cũng từ 20-30 năm thôi. Đó, bà con của mình xem giùm em nha, tích quê hương những cái người mua gánh bán bưng đó, bà con mình xem giùm em rất là đẹp. Giờ mình cặm hoa khô lên nha. Chiều cao em đo là khoảng 51 nha, và chiều ngang như thế này là 25. Đó, cái này bà con của mình về mình trưng đề co cũng rất là đẹp, bà con xem nha. Cái miệng giống như một phần trăng khuyết nha bà con. Đây, sơn mài nha bà con, hàng sơn mài nha. Đó, cái này là cẳng nổi luôn, sơn mài cẳng trứng nổi á. Giá giao lưu bà con của mình là 800.000 em bao ship nha, 800.000 đồng. Đó, bao ship toàn quốc bà con của mình. Rồi mã số 15, đây một cái chiếc bình cũng làm bằng sơn mài rất đẹp. Chất liệu của nó cũng là gỗ luôn nha bà con. Bà con mình xem giùm em nha. Về mình có thể cặm hoa hoặc mình trưng mà thêm không gian trang trí trong phòng trong nhà của mình thêm. Chiều cao là 30, đường kính là khoảng 9 phân thôi. Vành bụng là 45 nha. Đó, những cái đóa hoa bà con mình xem nhìn rất là đẹp và sặc sỡ chưa. Đó. Đây, hàng thì còn lần tích liền lạc hết, bà con mình yên tâm nha. Không hề lỗi lầm. Cái này giá là 700.000 thôi nha, 700.000 đồng. Đó, chất liệu là gỗ sơn mài nha bà con. Và cuối clip hôm nay, Bonsai Long Nguyên cũng chân thành cảm ơn bà con của mình
đã xem kênh và ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Em xin mến chào, cũng rất mong bà con mình ủng hộ em trong clip này nha. Xin kính chào ạ. Kính chào và tạm biệt quý bà con. Rất mong được ủng hộ quý bà con trong clip này nhé. Mến chào và tạm biệt ạ.